À, hôm qua thì cũng có một cái chị lại kiếm hơn Trần, gọi là anti fan á, rồi lì xì chơi chất là 100 đô, rồi chị Sương là được nhiêu? Ai? Còn chị Sương á, ta lên nhà kiếm luôn, lì xì cho À, Sương được mấy triệu, ba trời ơi, triệu. tôi dữ rồi trời. Thấy không, tội nghiệp chị Sương á, không có xài tiền trên đồng mạng. Giờ chị tới nhà chị lì xì cho em 3 triệu. Rồi, rồi có lọc có lá là mừng rồi. Để chúc mừng chị nha chị Thương. Sau những cái clip mà chị bị chửi rủa là hôm nay chị được thành quả rồi đó. Cũng có người yêu thương chứ bộ. Ngồi chờ biết mà lâu lên luôn á, người ta ngồi Dạ chờ hả? ngay cửa nhà Xui ghê, chị. hôm qua em không có ra, nếu mà em ra là vui rồi. Gặp chị đó cũng vui rồi. Rồi cảm ơn. Uống gì đi chị Sơn. Mới vô 3 ống triệu rồi, thấy không dám uống gì hết trời. Trời ơi. Sáng giờ uống 3 ly rồi đó. Sáng dậy sớm mà. Mấy 5 giờ đi rồi. Đi nhậu quá hả? Đi gõ cửa. Gõ cửa trái tim. Cho ai vào phải không? Giờ nhìn chị Sương là giống như là trong cái bộ phim gì á, là không luôn luôn. mà nói cho mừng luôn, không phải chị chịu lại nhiều chuyện hôm qua chứ cũng có, chị Dung cũng có luôn mà. Trời ơi, vậy mừng hết, ai cũng mừng hết. Con chịu. Chị tên gì vậy Dung? Chị Ngọc. À, em cảm ơn chị Ngọc nha. Rồi sẵn qua cái clip này cảm ơn chị, cũng thương mấy idol đây gửi tặng ai cũng có quà đó. Hôm qua mà Hân Trần ra là cũng lặng quà có quà đó. Một là bị chửi, hai là có quà. Hả, quà bị chửi hả? Triệu. Chị chất được 2 triệu. À, 200 đô. Bà chất nhiêu 200 đô hả? 100 đô. Trời ơi. Dạ. Ai quên nữa. Chắc chắn Hương nhắn để chồng á. Hương đúng rồi. Hương nhắn chắc chắn. Rồi hôm nay bắt đầu mình đi đâu nữa chị Sơn? Đi đâu biết đi đâu. Giờ lo làm ăn rồi, tới lo làm ăn chứ biết nhưng, đi đâu. Nhưng mà hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật như là đi đâu? Chị dạy đi Bình Xuyên. Ông nhận á ha, đi quay cái clip đó mày quay quay đi sinh nhật hay đám cưới vậy? Tao đang lấy nghe dân dẫn á. Clip đó là quay sinh nhật. Sinh nhật á. Vui hả? Vui. Quay sinh nhật bay bóng á. Với đám cưới nữa, đám cưới bạn bay bóng. Chứ hôm nay làm TikTok cái gì đi? Em thích nhất là chị làm TikTok rồi đó. Đâu, bữa nay chủ nhật có nào không? Chùa đâu má, cho con đi với má. Lăng ông bà chịu phải không? Giờ tôi chạy xuống lăng ông bà chịu. Không phải. Thôi khỏi rồi anh, gửi cho em đi, em đưa tài khoản ra. Có 100 lô đừng gửi nó mà. Ai con hôm qua đâu cũng mày chắc mày canh tao lộn cuốn nó xuống không. Anh Ngọc á nó kêu á hồi hơn chàng á là đền cái danh dự á. Nó nói vậy nè. Sao mày cũng đi đóng phim khác đi có tiền nè. Rồi đó. Cuốn chàng á. Ghê. Bán chi vậy ổi hoài vậy. Đi bán bữa đi bà cho tiền mà bán chi bán có ai. Đi đạp qua bà không đi giáp đâu. Sáng tao cho mày đâu? Anh kệ mày. Trời ơi mày giống đầu tiên quá Rồi giới thiệu với mọi người nha. Hôm nay chứ có đồ bông mới, có cái vòng mới, có cà rá mới. Tiện đâu có à chất ơi. Hành trình gì nói cho mọi người biết à, mừng nha cho chất ơi. Bà làm nghề gì mà mau có đồ quá vậy? Tết là lì xì nhiêu đây rồi nè. Trời ơi, bà Trưng với bà gì vô đây nữa nè. Bà vốn tao 3 triệu nè. Thôi tiền tao để mua vàng. Có đồ bông tai mới đẹp quá trời. Xuất sắc luôn á. Nè. Ôi. Tiền cho bà 100 đô đâu để em giá thẻ lên. Đủ rồi nè. Ơi. Rồi dữ vậy. Sớm quá vậy. Chắc cho con mượn 2 triệu làm vốn coi. Làm ăn ơi coi. Kiếm gì làm ăn. Cho ổng mượn đi lấy 3 triệu. 2 triệu thành 2 triệu 2 thôi bà. 3 triệu hay hơn. Trời ghê vậy. Tết năm mới thấy chất vậy mừng cho chất á. Bà ở lâu đó không? Tiền đó tiền lẻ tiền chẳng vậy, đưa đây con giữ cho.
hôm nay chơi lại cái túi ba gan rồi. Tối ngủ quán bà châu ngoại móc túi dạch bóp lắm. Bởi vậy mà quán bà đó giờ mặc cái túi ba gan cho chắc phải không? Tùy quá vậy trời. Đâu tay mấy phần vậy sao bự vậy vậy? Ngày mai mốt gì ngày thần tài có sắp vàng không? Trời ơi ngày đó ta sắm vàng đi. Mắc lấy đi. Vậy sắm ít thôi, 5 phần rồi. Vậy thôi giờ mua trước đi. Trời ơi. Trời ơi có vàng lên con người ta khác, gãi lỗ mũi rồi mà. Trời quá gì ta. Đâu đây? Mua đâu vậy? Ngay cái chỗ bánh cháo cho toàn á. Chỗ cái me đó. Chỗ cái me bên kia. Ủa bên đó có đâu thấy ai bán đồ chai trời. Trời ơi con nó bụng quá. Trời ơi giờ này qua mua xôi chim sớm tôi ăn ngon á. Ở đâu? Chỗ của anh bển ăn. Mua xôi chim á bên chỗ mình á. Bây giờ đi nè chỗ của anh bển ăn. Chứng nhớ không? Bữa con bao chức ăn mâm mà chóc không? Chỗ đó cũng ngon vậy. Bà nói xôi chim. Ở đâu? Không, không có, tôi ăn mà không biết mà. Giờ thèm gì? Xôi chim nước dừa. Xôi chim nước dừa. Là ngay đầu chợ mình nè. Sao bà? Gì? Mày có bán mà chết. Ừ, đó nhỏ bán ngon. Sao bà thèm món gì độc đáo dữ rồi chết? Xôi chim nước dừa, tôi mới nghe món đó luôn á. Món đó món ở dưới quê hay gì á? Món đó là đặc sản miền Tây á. Campuchia phải không? Món đó Campuchia phải không? Bây giờ mình ăn xôi rồi mình ăn mâm bò chóc nữa. Vợ hả? Vợ kiếm món gì Campuchia ăn đi. Đó bún năm chóc ở đó rồi. Với xôi xiên đúng không? Chợ đó là chuyên bán đồ Campuchia mà. Ở bên đó là người Miên không á má. Bon Salon Sài Gòn. À. Nghe cho chợ lên không á? Đúng rồi, cái khu lên không ngày xưa cứ ngày sàn không à? Công chia bắt đầu di cư về đó ở. Bây giờ là nó thành cái chỗ bán rất là nhiều đồ Campuchia luôn. Ở sớm gì chất á? Nấu bắp á hả? Campuchia đặc sản là ăn côn trùng, chắc hiểu không? Chiên nướng đồ lên nó ăn chiên, thường thường chiên á, con mấy con côn trùng như là mấy con này kia là thấy đặc sản của Campuchia là ăn côn trùng. Mà sao chợ nó không có bán ha? Bán con này con kia rồi đó, con bò cạp rồi nó thấy ăn bò cạp rồi ăn đủ thứ. Con Quỳnh nó có nhà hàng bán Campuchia đó. Chú nướng là Campuchia luôn. Chú nướng. Đi mua ăn không? Chạy xe qua bển. Ba chấm đá gỡ bằng trái qua mua nha. Rồi. Bây giờ bao dùng đi coffee đi. Coi không? Bây giờ nhưng mà trước tiên á là phải mẫu hết xe của Dũng. Tôi bây giờ hỏi nè, bây giờ mà chưa bán hết lên sau đi. Còn không chờ bán hết thì đi. Giờ chọn cách nào? Tao quay để cứ mấy nè. Tao có tiền, tao có tiền đâu. Tiền đâu nhiều lắm. Miễn cà có cà cho lại bà. Cho nó ăn trước đi rồi bà đi. Không cầm đi coi phim không kìa. Đi coi hả mày trả tiền cho vợ mày đi. Tôi có tiền. Tôi có tiền. Mà tôi không coi. Tôi không coi. Bà, bà này chở bà Phương lên mày quay ngay góc đó giờ tao tao quay. Quay gì? Rồi bây giờ bắt đầu chức làm đạo diễn nha mọi người. Nó coi kìa. Đó. Bây giờ bà sắp xếp. Tao còn có 100 ngàn mày mày bỏ 25 ngàn cho tao đi để tao coi. Có 100 ngàn vé à. Nè bà ở nhà đi, bà bật YouTube lên, ở trên YouTube nó có đó. Rồi coi phim YouTube đi, đỡ đúng tiền. Vô quán vô tiệm chị cho đúng tiền. 32 33 năm mai. 7
7 3 từng trang. Đi về kịp đi nha. Có 100 ngàn vé rồi dư sớt rồi. À tôi đang quay YouTube đó nha. Ai 44 chồng kêu bắp vú má. Vú quá trời gì má. Hôm nay nó không qua đây nữa. Trời ơi, không một lát nó qua tới giờ. Mày giao qua 32 33. Má này đi hả là mất tiền. Có 52 không? 51 cũng có 52. Cái này đài Kiên Giang nè. Quýnh 72 hả? Lấy 72 hả? 72 32. 2 tờ. Ngày 8 ta khai trương cũng nhiều lắm nha. 8 nó rơi vô chữ phát á, là phát á. Số 8 ta thích hơn số 9 luôn á. 39 thì nhiều hơn mọi người. Tại vì nó rơi vào thứ 2 á, người ta đi làm hết. Còn hôm nay chủ nhật. Hôm nay chủ nhật là ai cũng đi làm hết. Hết. Còn hôm nay chủ nhật. Mùng 6 thì nó đã khai trương nhiều rồi. Nhưng mà mùa hôm nay mùng 8 á là nó rơi vô chữ số 8 là chữ chữ lộc chữ phát á. Ai cho ngoạn cờ nghèo nè. Ờ cảm ơn chị chất. Thắng cờ nè, thắng hôm qua cờ của mày là chỗ mấy mày biết không? Không biết nữa. Trời ơi, tao cho mày mà mày cũng biết, quá chịu chỗ đó má. Đó, nhớ mấy cờ. Trước nha. Ủa, không có luôn. Không có luôn. Nè má. 72, cảm ơn chị chất. 772 nha. Này chức. Này chức chúng số 2. Gì á, chức bao dữ người ta. Không phải, giấy bà má cờ. Má móc cái gì vậy má, con móc cái má móc. Này chú thì đuổi từng đồ già đó. Không gì đâu ăn đó má. Hỏi lại đi. Quên đủ rồi phải không? Phải không? 1 2 3 4 5 5 6 phải không? 5 với 5 là 10. 5 Trời ơi, bán giấy số. Ăn rau muống trước đây không? Đâu phải là ăn cái gì đâu. Rau muống về làm cái gì á cô? 5 cờ à má. 1, 2, 3, 4, 5. 5 à. 5 là mấy tờ, lấy tờ đó, đó 5 tờ nè. 4 tờ là. Nè. Mấy tờ? 4 tờ, 9 tờ, 5 tờ, 9 tờ. 9 tờ. Bà nghĩ sao vậy? Lấy thêm tờ đi cho tôi. Ờ, cho tờ đi chứ. Bà có chưa? Chưa. Nhớ bà có dầu vậy. Đưa cho anh Thắng, không đưa tôi. Cảm ơn. 2 tuổi 3 tuổi đi. Cảm ơn chất nha. Nay già quá, nay cái công gia 50 triệu. 100 được rồi, lấy tiền mai. 100 đô đổi 2 triệu 3 50 mà. Ngày bữa đi chất đưa con đổi cho. 2 triệu 3 50 đổi rồi má, mới đi mua vàng nè. Ông về ba mày quýnh tao chết á. Tao nhiêu cờ bạc mua vẽ bùa á. Mày thương xuống chưa? Ừ, mới đem chó về cho chó ăn cho chó, nữa cho chó về à.